Quẩy răng solo. Quẩy răng solo thôi, không quẩy răng solo đâu các bạn. Để mẹ lên group. Chờ mấy ông kinh Steam group coi. Ai mà đi. Không. Divin only. Thank you.
Ok, cảm ơn em nha. Ok, cảm ơn em nha. Má tầm này sợ không ai chơi. Tầm này chắc không ai chơi chứ, để mẹ khó chịu. Giống đéo có ai chơi quá bay. Không mà giờ này chơi đủ má toàn mấy anh trẻ trâu không à. Giờ tôi chơi toàn gặp mấy anh cô hồn đủ má nó phai mắt không à. Sợ lắm. Hôm qua đủ má phai giờ này mày toàn gặp mấy thứ đủ má mạnh không à. Khó chịu quá luôn. Hôm qua thua đủ má 6 game. Vẫn 8 game thua 6 game mà. Tuyển ra mà tì các bạn. Stream Facebook sợ bị bản quyền nhạc không Misa. Có chứ. Sợ không đủ bạch tì 5 mà không chơi được. Ít ông này em xin mà.
Divinoli, man. Thiệt, giờ này đi chịch hết rồi, chắc nghỉ stream quá các bạn. Nghỉ quá. Thôi nghỉ. Nghỉ bay. Không chơi solo các bạn à, người giờ rã rời mệt lắm rồi. Giờ mình chơi đàn chút đi. Ha. Chơi đàn chút đi. Ghế này chuyển qua chỗ khác. Trời đủ má phòng dơ thôi. À, mai dọn dẹp phòng ốc đã, phòng dơ quá. Chiều nay xem Disruptor cảm xúc quá hả? Trọng Hưng Nguyễn.
lâu quá không được vô. Lâu quá không đụng vô đồ má, đánh xa trà le á. Có gì đâu chẳng đời các bạn, mình vui thôi, mình vui mới lấy đàn mình gãy. Có lúc ngỡ đã quên được một vòng tay, hơi ấm tràn đầy nước mắt cũng đã khô theo thời gian. Lạc trong những buồn đau, có lúc ngỡ đã yên vui bên người khác, để quên bóng người em. Có lúc ngỡ đã quen với nụ cười, không em bên anh chợt một ngày đã nắng em quay về đây. Nơi lần đầu mình gặp nhau vẫn là ánh mắt trong xanh buồn bã. Nhìn anh chính lúc anh buồn bã đến bên em, ôm em trong vòng tay. Và xác nhận ra đã không còn nhau như ngày xưa. Tôi quay mặt đi thì tôi có mà quên hay gì như phút giây ta gần nhau. Đẹp như những bài hát anh viết riêng tặng em những chiều thu trong sáng nhẹ nhàng. Bài này là bài Quên của Nguyễn An nha. Ông Huỳnh Sen. Bài này là Huỳnh Sen, không phải là Huỳnh Sen hay Thích Núp Lưỡi đâu. Huỳnh Sen. Đang đến theo chân ai vội vã, nhưng anh nhớ đi những quen thuộc, tìm về nơi ngày xa xưa. Ở nơi đó bao nhiêu buồn vui, kia con phố còn lại đây chút lá rơi cả lúa. Có chút đôi tay giữa phong nhạt nhòa, đâu đây mùi hương quen lắm. Tiếc chưa có ai về, gió hay về theo những tiếng ru. Từng chiều gọi nắng mai về tan mát bên sông, về nhìn bóng dáng quen thuộc, từng nụ cười người dấu yêu về nhà. Happy New Year nha anh em. Happy New Year. Tinder Boy, what the fuck man. Khùng à. Không chơi solo đâu các bạn. Giờ không chơi solo đâu. Giờ tôi không chơi solo đâu. Có ai mai cho bạn tê thì đùa, mấy bánh.
Đồ con này có chơi trò đồ quá, đua nét nó rồi yêu cầu quá hát nữa. Cảm ơn Tuyến hay là Tuyển 123 đi nha. Tuyển 123 nha. Thank you bro. Ok. Chọn bộ cung đàn. Idol okay, cho okay. Bài cung đàn buồn. What the fuck? Má buồn nữa, what the fuck? Thôi. Giả bộ AFK các bạn. Người yêu ơi, giờ đây em ở đâu? Lòng ta tiếc thương bao đến thâu. Nhớ phút cuối bên nhau, hai tâm hồn ra rời. Em với tôi, tình ta như bầu trời giăng kín mây. Còn đâu bao niềm vui nơi chốn này. Vẫn mong chờ một ngày, ưu phiền như mây bay. Bao điều ám sẽ tan biến. Muốn đất trái nỗi nhớ theo thời gian. Khi bao nhiêu yêu thương đã phai tàn. Cuộc tình ngày nào giờ đã phôi phai. Để lại trái tim này ngàn điều xót xa. Em giờ đi phương xa theo cái gió ngàn. Nơi đây ta reo riết bên cung đàn. Lòng con nguyện cầu cho em được yên vui. Nói đâu xin để riêng tôi. Hết đó, được rồi. Đâu quá, hôm nay rồi cuối năm mới không bạn, năm mới mình chuyển chủ đề đi, nó mình chơi rồi mà. Năm mới thì biết bài gì đâu các bạn, tôi chỉ biết nhiêu đó bài thôi. Tôi biết hát mấy bài à. Mấy bài tại có ông đổ mà ông order, ông offer thôi các bạn. Ông donate rồi ông kêu hát. Tôi hát mấy bài thôi. Tôi mà hát tiếng Anh đổ á. Tôi mà hát tiếng Anh thì đều mẹ all about you. Tôi hát tiếng Anh là mấy ông đồ má nghe rồi chảy luôn á. It's all about you. It's all about you baby. It's all about you. It's all about you. Yes, if you ask me something I thought you knew. So I told you with a smile, it's all about you. Then you whisper in my ear and you tell me to say my name, you make my life, it's all about you. And I would ask you your wishes. Sập lồ đó, tới giờ sập lồ đó. Thôi, nó bu beo gì đây, bỏ đi.
Nó tiếng Anh, phế lắm, thằng đầu lai các bạn. Mày có văn nghệ chứ, đủ mà ông xem fan coi kênh tôi ít nè, thằng tào lao hả? À, ok, thằng tào lao dễ. Dịp nào nào mới được nét vậy. Thằng ban mừng mẹ người hoa bố nó ta. Thằng tàu lái dắt đúng không ta? Đúng, từ từ để tôi mò lại ra. Wow, cảm ơn Lê Hiến ạ. Hát bài nào của Lê Hiến được không? Không bạn ơi, tôi chỉ nghe nhạc của nước cười thôi. Hát bài nào của nhớ lúc đó hai thằng chơi thân nhất vùng, đi đâu cũng tìm áo quần giống nhau, và còn người chị người gì đâu mà dễ thương, người thì cao dáng thanh tao, có lúc ta ba cùng chơi năm mười, tôi chỉ mong được thấy chị tôi. Ngày tháng đó là ngày tháng dấu lưu, tình yêu tôi như trẻ thơ không biết ngày mai, và rồi mỗi tối từng ngày tôi nhớ thương, tình yêu như con tim không bấm mà đâu. Rồi một ngày tôi cứ đến chơi nhà, thằng tàu lái nó nói với tôi tết chết mẹ cái này lại quên nữa bé. Thôi bài đó không nhớ lời các bạn, để nhớ lời lâu quá rồi. Wow, cảm ơn Quốc Cường nha, 200 sao, thank you man. Tình đơn phương thì đồ hòa may đồ. Giờ mình chơi đồ má nhạc với Đức Cường các bạn. Tôi tự học các bạn. Tôi tự học. Phố đông một ngày nắng, khi đôi chân lang thang đi tìm nhau, bất chợt nụ cười xinh, em lung linh giữa bao khuôn mặt kia. Một tia nắng vun trên lá mi, in sâu trong lòng tôi đã một cơn tiếc nuối yêu thương. Vài tin nhắn anh đã làm quen và tiếp nối những giấc mơ nồng cháy. Tiếng như ban đầu, vừa như vạt nắng thắp sáng gọi những ban mai tình yêu. Đừng vội đến, đừng vội đi, đừng vội mất nhau. Trái tim này hát mãi lời nồng say. Có một ngày đã bất chợt tình yêu. Tới lúc này là đổ, tới khúc đọc rap. Tôi đéo biết đọc rap nên đéo biết làm sao hết. Tập cũng không lâu đâu các bạn. Thực ra thì bài Fingerstyle tôi biết có mấy bài thôi. Ví dụ như là bài Coming Home nè, với bài Sunflower thì tôi tập khoảng 3 tuần. Kiểu chơi hạt ngày nào cũng tập các bạn, ngày nào cũng tập bỏ ra đầu hơn tiếng. Tập cứ sáng ngủ dậy, 7 giờ tôi ngủ dậy tôi tập tới 8 rưỡi. Đấy. Ngủ dậy đeo bánh răng luôn, cầm cái đèn vô tập tới 8 rưỡi, ngày nào cũng vậy. Trong vòng 3 tuần thì bắt đầu biết chơi, nhưng mà chơi thực sự chưa có nhuyễn. Cầm mình hôn.
lâu quá không đụng vô cái đợt mà đàn bị hư, lâu quá không đụng vô đồ mà hát Sunflower sao hát ra nổi. Sunflower sao hát, Sunflower chỉ có đàn thôi. Sunflower thì má ngồi ghế này mỏi quá. Sai nhịp. Cái đoạn đó tôi thường hay bị sai nhịp, tại vì không có tập theo kiểu nhạc lý đó các bạn, chỉ có ngồi đánh không thôi. Bình thường đập nhạc lý phải ngồi nhịp chân nữa đó, nhịp chân đủ mới đánh đúng điệu được, đúng nhịp được. Còn tôi đã học vẹt thôi mà, ngồi tí ngủ anh em, ngồi tí ngủ, ngồi hôm nay không nghe đồn anh em Hà Nội đang đồn quá lạnh lắm, gửi anh em Hà Nội chiếc khăn cho em. Ở bên kia bầu trời về đêm trăng đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm, gửi máy mang vào phòng vòng tay cô anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên kia bầu trời thì mưa vẫn rơi ngừng ơi, để tim anh cồn cao và da diết trong nỗi nhớ, dường như anh nhớ về em. Gửi cho em đêm lung linh và tình sông nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ngỡ mắt. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Gì vậy cha nội Jen? Má đánh nhạc kiểu như là cái điệu gì cũng mới bọn mà thôi, và tao nghe nó hay nhảy lắm nhanh em. Yeah.
nó khó phải luôn. Đang sửa rồi đúng rồi các bạn coi đèn tôi nè, vậy sao mà âm nó hơn được. Đây, đồ má lủng một lỗ. Này lấy đèn can dán lại chứ làm đéo gì đó. Đèn nó chỉ có như vậy thôi. Giờ chỉ có như vậy thôi. Flamenco. Má chỗ đó khó bấm quá, đau tay ghê. Được chưa, đủ bắt được chưa, đèn thủng vẫn chưa được chưa. Năm mới chúc cho nó và Misa mình có ăn công. Wow, cảm ơn Lê Minh Hoàng. Rất cảm ơn em. Tối nay chương trình sầm lờ tới được ngủ các bạn. Đâu, cần tôi có hai cây lận. Con này thì không có công cần. Con này thì bị lủng lỗ. Con kia công cần, con này khá là ngon nhưng mà bị lủng lỗ nên âm nó không vang nữa. Cần rất là đẹp, ok. Con này mua lâu rồi, hồi xưa mua 500k. Hồi xưa mua 55k đồ quá, hồi xưa đồ quá chỉ vàng đồ quá, có đâu là 400 mấy. Cái đời mà chỉ vàng 400 mấy mua 500k. Đù má, là bây giờ mà chỉ vàng 3 triệu mấy, tính ra đi, cái này cũng dữ á. Dũng lỗ. Đó mẹ tôi mua cho. Đậu truy thăng long mẹ tôi mua cho hồi năm lớp 10. Tôi không biết hát nhạc ấy các bạn. Tôi biết mấy bài của tôi thôi, biết mấy bài của tôi hay tập thôi. Lăn tóc rồi vẫn quên mẹ. Lăn tóc rồi bờ môi khô anh mi buồn mắt em thật buồn ngày qua ngày ta 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 ta. Quên mẹ, tôi nhớ cái đoạn nổ quá đi mo này thôi. Nó gãy dưới này. Gãy dưới này, này có cái phím các bạn. Mà đau tay quá các bạn. Má cứng hết cái tay luôn á. Đau quá luôn. Thôi, sao lại tối rồi, nếu nó hát hồi nữa. Cất. À. Không đụng vô đồ má. Alo. Không ai đồ đánh được như này.
không bỏ thời gian tập vậy được đâu mày. Wow, cảm ơn là Minh Diện Nguyễn nha. 530 sao, thank you man. What the fuck, đồ má đầu năm mới đồ. Cái gì mà hôm nay em mới chia tay người yêu buồn VL ai đồ ạ? What the hell? Bro, không có gì phải buồn cả các bạn à. Nhưng mà buồn là cái chuyện tất yếu, một khi mình chia tay hay là mình cái một cái mối quan hệ nào đó nó bị phá vỡ. À bạn Lê Minh Hoàng à, donate đàn tôi không nhận đâu bạn ơi, tôi chơi cái đàn cùi 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 thôi. Solo rank à, tôi không nghĩ là tôi nên solo rank giờ này các bạn. Tôi không nghĩ là tôi nên solo rank giờ này. What the fuck đồ má. À, vai kỳ quá. À, hù kỳ quá. Chết luôn sao chơi. Thôi, vô đánh trận đồ má, AB đi ráp rồi ngủ rồi. Và đi đáp và có trong thời gian chờ đợi tôi lại đi quay số các bạn, đồ mà tới giờ quay số 60.000 đỏ à, mới vô màu đen đỏ đỏ đen đen đỏ đỏ đen đen đỏ đỏ à, đánh hơi được là ván này nó ra màu đen cơ, lên 60k là rồi các bạn, hồi nãy 10k lên 60k rồi. Đánh hơi nó vô màu đen nữa, đồ mẹ chết luôn. Đánh nhẹ nhẹ đi ha. Hụt thì game sau mình có thể là tính toán được. À, tôi đánh hơi màu đen nè, đấy. Yo. Nói chung chuyện yêu đương thì mình đừng nên cắm đầu nó buồn dữ quá. Ui, vô cái máy. What the fuck? Hôm nay tôi bị cái gì á? Mày bấm vô là dính, bấm vô là dính. Hôm nay là tôi bị cái dớp gì rồi nè. Má tôi sợ lắm á. Tôi sợ lắm luôn á. Thề. Sao quay số tay chúng? Trời ơi. Cái gì vậy hả, Linh ơi? Tường Linh ơi, sao giờ này còn coi stream, 2 giờ đi ngủ đi. Con gái đứa rồi, 2 giờ đi ngủ đi, tôi có sức khỏe tốt cho da nữa. Không. Thôi, làm cú màu đen cái nữa đi, nhẹ nhàng cái thôi. Năm mới mình làm con đen nhưng mà đồ ơi, ván này vô đỏ nè. Ván này tôi nghi vô đỏ lắm. Tôi bet 10k màu đen coi như là trả lại nó hồi nãy thôi. Vô thì coi như là cái số mình nó nhỏ đi. Ôi, vô nữa cái bay. What the fuck? Đâu có ý định là đâu có tao bet để ăn đâu. What the hell man? Cái gì vậy? Hôm nay tôi nói cho mấy ông nghe nha. Đó là tôi mua được 4k Kana rủ má Rubik rồi. Tôi đi quay số á, tôi mua được 4k Kana Rubik rồi, một cái tôi mới cho con bạn tôi. Đó là các bạn hiểu. Thêm có 80k ở trên web đó nữa. Đây có 80k. Coi store bán nhiêu cái. 43.000 là tôi mua được hai cái nữa. À đâu, chưa, chưa tới 3 cái. Ở chưa tới 2 cái, đủ má. Phải 87.000 mới mua được hai cái. À, vậy chơi 10.000 nữa. Chơi đủ. Hai cái nữa cái bay. Lý. À, đụng bắt tôi tính đánh đỏ mày. Tôi đánh đỏ. Trời ơi, má đi chơi giao thừa luôn. Há phê. Phê nha. Há còn mình ngồi đây chơi quay số. Dota 2 bet YOLO các bạn, Dota 2 bet YOLO. 10.000 nhẹ nhàng cho màu đen đi. Trúng nữa tao đồ má tao quỳ mày lại ba lại. Ok.
Hả? Ok. Ok. Chơi đủ, vô số 3 nữa mày. Giỡn. Nhưng mà nó qua số 9 rồi. Ok, không phải quỳ lại nữa. Đúng không? À, đâu cần phải quỳ lại đâu, vô đỏ đúng không? Bây giờ nếu như nó theo cái quy luật hồi nãy hai đỏ thì qua ba, nó qua tới ba đen đúng không các bạn? Nãy hồi nãy hai đỏ xong ba đen, giờ hai đỏ rồi. Nhưng mà tôi đéo tính quy luật đâu, cặt đóng 20.000 cho màu đỏ. Đấy, vô thì nghỉ, còn hụt cũng nghỉ. Vô đủ tiền mua hai cái Narubik rồi thì cần quần què chơi tiếp đúng không? Còn hụt thì cũng nghỉ. À, vậy nha, quyết định vậy nha. 5 giây cái nhấp vô này. Đó, 5 giây nhấp vô. Hello, man. Wait. Giống nó vô con số 2 quá đi. Con số 2 rồi bay ơi. Không thơm một tí nào. Cũng được các bạn à. Thà mà vô nhiều quá, thấy không? Trúng nhiều quá, mình sẽ có cảm giác bất an. Tại vì mình đồ má trúng số nhiều quá, mình cảm giác bất an lắm. Này, nạp sao để quay hả các bạn? À, nạp sao để quay hả các bạn? Vào item nè. Đó, My Inventory nè, đã thấy không? Các bạn bấm vào Steam Inventory nè. Đấy, bạn thấy bấm vào Steam Inventory nè. Nhấp vô, để mẹ. Sao nhấp vô cái Steam Inventory đéo được. What the fuck? Bị gì rồi? Này nó bị gì rồi? Nhấp vô không được bay. Ôi. À nhấp đây. Ok, nhấp vào Steam Inventory nha các bạn. Đã, thì các bạn có Arcana nè. Bạn thấy không? Nhấp lên là ở cộng số điểm cho các bạn nè. Đây là tổng cộng mà số điểm tôi đã ăn được nè. 200.000. 200.600 điểm. Ở đâu? Cái tay invoker nữa. Cái nó invoker nữa chứ. Đấy, tổng cộng là những cái này là tôi ăn được nè. Ở đâu? ATB không phải, đó là con monkey. Tổng số điểm tôi ăn được. À, trên đây. Quay số thôi các bạn, hên xui thôi. Này cũng có lúc xui đó, đừng nghĩ là đồ má tôi ăn dễ, tôi lúc xui mà. Nãy giờ thấy sơ sơ thua hết mẹ nó 30.000 rồi, 30 đô rồi. Sao mắt ơi, thôi mình ra mình chơi tiếp đồ này. Có nhiều trong đây, có nhiều trò lắm các bạn. Qua Hilo Game nè, X50 cũng có nè. X50 nè các bạn, màu số nè các bạn, thấy không? Đó, cái tỷ lệ số đó nè. Đồ má, lắm vậy lên. Thì cái số màu xanh này là nó tỷ lệ nó ra nhiều hơn nên nó chỉ nhân 2 thôi. Và cái số X3 này là tỷ lệ nó ra ít hơn nên nhân 3. X5 thì nó nhiều hơn. X50 là chỉ có đúng một số trong đó thôi. Rất nhiều. Các bạn coi đủ mắt lồn bét 10 nghe X5, 10 nghe X3, quá ghê vậy. Lông ly vậy. Rồi, âm hết con mẹ tụi mày luôn. Ra cái X2. Cái này thì nó chơi khó trúng hơn. Hilo nè, Hilo này là game khá là hay. Đấy, ví dụ như game trước nó ra cái con mà Joker này nè. Thì 2, Hi là 2, Lo là low. Low là thấp hơn. Hi là... Ui, đủ má, Abi rap đủ má, ghê vậy. Thì nó kiểu như hai sát của tôi là con gì, Ominai hả? Đủ má, Ominai thì quýnh gì trời. Ominai. Ominai hả? Lấy Ulti Tiny. Còn có chiêu gì kết hợp Ulti Tiny ngon. Đủ má, Abi rap bữa nay đẹp quá ta. Má sát Ominai có gì ngon ta. À 90 Gobermin, 90 Dam, 5 mana regen. Với cái chiêu 2
Ta lần 25 hơi phế. 90 đam thì lấy cái chiêu gì mà đủ má đấm được nhiều đây? Lấy chiêu gì mà đánh đâm tay được nhiều nhiều đây? Má có sát nít thì ngon. Rồi tôi đếm lấy chiêu gì luôn á các bạn. Đủ má thề. Không biết lấy chiêu gì luôn á. Lấy chiêu biến của Furion đi ha. Chiêu biến của Furion đủ má đi rát. À, biến Furion. Xong rồi lấy ulti Tiny. Lấy bứng cây của Tiny. Ủa sao không có chiêu bứng cây? Sao kêu bứng cây đâu? What the fuck? 4, 3, 2, 1. Ủa? Sao kêu bứng cây đâu ta? Sao kêu biến đi nè. Để đi đủ má đi rát nè. Là 1. Lấy một cái slow. Venom này được nhiêu phần trăm? 17%. Nhưng mà lấy hai chiêu slow thì đánh farm rất là chậm. Farm sẽ hơi chậm. Chiêu này bị trừ attack. Ôi, UTT này bị lấy mẹ rồi. 4, 3, 2, 1. Your turn to pick. Đi rat hả? Em không biết lấy gì luôn các bạn. Lấy trừ slow đi. Đồ má này lấy skill ngu vãi lồn rồi bay ơi. Lấy skill ngu vãi lồn. Má. Lấy skill ốc chó rồi. Skill ốc chó vậy lên. Sao farm bay? Chắc quýt quá mày ơi, đi trẻ skill như lồn. Đi trẻ thề. Má, cái này melee không được à? Này melee lao đấm vấn đề đéo gì đâu. Lấy thêm này nữa các bạn, slow đủ má ác luôn á. Slow ác chiến luôn á, được. Chơi đồ đủ mát tóc. Mát tóc slow. Nâng một điểm biến này đủ quá, biến ra phía sau lao lên đấm. Đủ mẹ, được các bạn, chơi lên Radiant. Mấy đứa bao giờ mới có Radiant đây, team mình bù quá. 4, 3, 2, 1. Lấy chiêu 3 Omi nè. Đó, ok. Lấy chiêu 3 Omi nha. Ulti đồ má, lấy cái bất tử của Oracle chăng. Lấy bất tử Oracle, thà lấy ulti Omi ngon hơn á. Ha. Má hồi nãy tôi lấy được cái ulti Tiny rồi đủ, tôi dí tôi đấm hoài thôi. Cái bóng mình có aura mà. Đủ lấy cái chiêu hành này bay lên được bay. Chiêu hành khá là phế. Chiêu hành phế quá. Có chiêu này rồi thì hành lắm lồn. Má skill ốc chó vậy lồn. Ôi, đủ má sao bích cho thu con này chiêu này luôn rồi. Má skill ốc chó rồi. Ừ, có một cái nét kìa, ngon bay.
Đồ má người ta biết, tôi không biết sao đồ má lên được cái Radiant luôn. Má skill ốc chó vậy lồn. Thề. Nhìn hai chiêu lồn này nhìn nó ngu. Mà sao dí vô đấm người ta. Hả? Má tăng mát hai chiêu này dí đấm là đéo chạy, đéo đường chạy luôn á các bạn. Tôi tăng mát hai chiêu này là dí đấm là nó đéo đường chạy luôn á. Má Furion nó lấy talent, lấy skill bắn xa rồi bay. Bắn xa lắm luôn á. Má bắn thêm xa 400 ren. Talent của Furion ngon ghê, 30 dam. Where piety fails, my hammer falls. Ta lần lồng phu đoan ngon ạ. Prepare for battle. Chắc mình đi mid quá. Let me mid bro. Mình đi mid. Ok, ta đi mid rồi. Rồi. Đồ mẹ chơi gì luôn các bạn. Má skill đéo có cái con cặc gì cũng đòi đi mid. Éo hiểu luôn á, đồ quá không đi xa à. Má chơi đàn hồi giờ tay tê quá các bạn. Má giờ tay tê mất cảm giác luôn á. Đau quá à. Tôi bỏ lâu lắm rồi á, bỏ phải nửa năm rồi á. 30 seconds to battle. Đầu ghê. Lâu ngày má giờ bấm phím tê, má mất cảm giác ngón tay đầu ngón tay rồi. Bấm phím éo được. Skill ốc chó L. Lồ phu đoan ngon á. The battle begins. Đồ quá, tụi nó để ăn bao ti vậy. The omniscience may spare them. Má đồ ta đây vui vậy. Má đồ ta đây vui nè. Cặp tôi mua đồ má Razer. Mua 3 cái Razer bao cheat. Xong đồ đóng đóng cái đai đèn ra đấm. À đóng về phay chứ, đồ quá như con này phải lên về phay. Đồ phải lên về phay. Thằng này có nhiều kêu gây đam nhưng mà nó cần đồ dữ lắm. Đấm chết mẹ nè, đấm chết mẹ nè, chửi tao yếu ở ngoài. Ui à, đấm ba cái đủ anh chạy té khói luôn. Skill ngu ngu thôi, đổ tí thì tôi đồ quá, tôi không có đồ, tôi có về phay đồ quá. Lao tôi đấm chết mẹ luôn á. Máy này ngu lắm, lo gì. Nó hít đéo được. Đó. Đấm nè. Chạy đi. Tí con lên level 3 đấm rồi có thằng chết. Trời gà đi top má lấy đúng một bình máu. Má really. Really. Mày đấm gì lại tao? Mày đấm gì lại tao? Xin lỗi mày luôn á. Để rồi coi. I shall use it wisely. Sao bạn? Sao bạn đấm vào cái thốn này? Sao bạn? Thốn chưa? Thốn chưa? Trời ơi, tôi mua thêm cục Ophenom nữa tôi quýnh nụ khỏi chạy luôn. Ô chết gà bay, chết mẹ chết gà rồi. Thôi trời mẹ, sao đâu? Nhưng kia đâu biết cái sự quan trọng của gà đâu. Thấy mình đang bắt nút là đồ quá nó mừng. Gõ chết mẹ, ui tóc chạy 213 đập. Đấm chết mẹ rồi.
đi. Bỏ đầu chụp mạng. Lên farm đi. Lên farm tôi ký đầu rồi đủ quá mày nếu đừng chạy. Nít lấy chưa mana đâu xài. Oracle túi teo nó còn thiếu mana chứ đừng nói. Trời đủ. Nè lên cái chiêu creep sắp lên nó quỷ tốt nó về chủ á. Đấm khỏe luôn các bạn, đấm má ỉa luôn á. Bơm mình máu rồi kìa. Sao bạn? Tôi mua một nôm là nó khỏi chạy luôn. Một gõ nè, tóc chạy, y chảy. Mày nó đánh cái gì nó lên hai mặt Agi ta. Hết chạy các bạn. Giờ tôi chạm cho người ai là người đó đủ má chỉ có đứng ngáp thôi. Rõ cái chơi. Mission's taken away. Một gõ nè bạn. Giờ tôi mà đấm là đồ quá tụi nó chỉ có chạy thôi chứ sao mà chịu nổi. Tóc đâu quýnh lại tôi. Hợp lý các bạn, lên thêm Razor đóng ra đi ăn đủ. Chết giờ bạn. Chết bây giờ. Sao bạn chạy? Đù, khó chịu bay. Bạn này, bạn này. Bạn có tool hả bạn? Có tool nè. Đấm chết mẹ em luôn. Trời ơi, khó chịu luôn á nha. Thấy mất ngu thôi đó, khó chịu lắm luôn đó. Bạn nào vô đây tôi gõ đầu cho thử coi mấy cái đó đồ quá khó chịu không nha. Skill ốc chó thì thôi, ủa đấm bãi lồn luôn các bạn. Tiếng này có talent của Boomin đồ đấy, đéo sợ thiếu tiền các bạn. Rồi. Thì bị top. Đi. Đủ mắt tốt ghê bay. Top đủ lên ký đầu mấy này quá. Nè. Ô máu dục giật khúc kìa. Chạy bạn chết chưa? Giờ bạn chạy sao? Khó chịu lắm nha, đùa đâu. Legacy mà. Nó đi. Rồi sao chỉnh hotkey? Rồi. Ok. Chắc có ward đây nè. Ủa đủ quá sao thấy tôi tốt qua tới bên kia chứ ta? Có thể là ward bên kia rồi. Đấm cái sao bạn chạy bạn. Nhưng mà tha cho bạn đó. Giờ tôi TP in top nè. Tôi lên tôi đấm đồ quá khỏi chạy luôn các bạn. Go. Nghe đồn là đồ quá mày. Mày chơi bạn tao không?
Đi theo đấm. Địt mẹ mày. Nó đấm vãi lòn luôn các bạn. Know your place. Đau quá mày. Vãi lòn luôn các bạn. I'm not ready. Play. Headshot đủ má chiêu ghê vậy. Chiêu đủ thấy tởm nhìn cho nổi. Để Soleil với headshot. Go 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 go. Ulti ulti. Your middle tower is under attack. Đồ có đéo cần nhiều các bạn. Sắp có Radiant rồi. Đâu rồi. Các bạn không lo chạy đi bạn. Ăn cái run nữa. Mình qua mình đập chết mẹ bạn nè. Chết mẹ bạn nè. TP đi. Không là bạn chết đó. Quá đáng ở đây luôn. Ghê. 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 Mày. Vô đây. Vô đây. Đập chết mẹ. Đập mày đéo thì đâu chạy được các bạn, tôi mà đấm vô người rồi là đéo chạy được, vãi đái luôn, Mr. Kill ốc chó thì cũng win nữa mày, quá tấu hài các bạn ơi. Sao chạy bạn? Nói tôi nghe, sao bạn chạy? Ui da, đấm đầu quá hả? Đấm đầu hả? Trời đủ má mày con chó. Lô két. Đấm đầu quá phải không bạn? À mới xài skill hả? À mới xài skill tốt rồi đúng không? Bấm về file lên đấm nè. Ô TV luôn rồi. Thấy tôi là TV bay đủ má, phải lên bú bát thôi. Phải lên. Đúng quá khỏe mày, má bóng đập các kiểu à. Ơ, đâu giết người vậy? Ủa tao đâu có ý định giết người đâu bay. Chơi đủ. À ra chơi này đi các bạn. Mua bình máu nữa. Gõ đầu. TV đi bạn ơi. Ôi này có hồi sinh bay. Chết rồi. Không ổn rồi. Bỏ ra đấm nó hồi sinh lâu quá. 11 phút 52. Hồi sinh là 300 giây. Ta. 200 giây à. 200 giây là 3 phút 20 giây. 20 giây là cộng lên là 12 11 12 15 11 15 phút 11 giây. Nó mới có đồ mà. Retribution. Sắp có đồ mà ra đi ăn các bạn. Đồ mà đứng nhà không có tiền. Hay biếu hút máu hả? Chết mẹ bạn đi.
thăng long. Chúc lên là level 15 rồi, quá có talent cộng 90 đam nữa, được mẹ phê luôn. Được các bạn. Your middle tower is under attack. The enemy's top tower has fallen. Mới mua máu mà, bây giờ mình mua là quán luôn các bạn. Để máu đó, mua Radiant. Má gì phay Radiant. Ui chao ôi, cái này ra em đấm thì đủ, mà anh chạy đâu anh. Double damage. Ôi ôi ôi. TB cũng đéo kịp đâu bạn. À đủ. Khó chịu vậy. Lỗ đâu rồi? Bấm multi đủ đi găng người các bạn. Đọc thế. Chỗ cho nó đâm đổ vãi lồn luôn các bạn. Nhưng mà đổ quá multi hết multi rồi. Thì nó đông quá đấy bay lên. Đông quá đổ quá lên chết á. Hello, hello. The enemy's bottom tower has fallen. Anh đéo biết tôi xuất hiện đâu ra đủ móc sau lưng ra. Địch mẹ ra đấm mà đéo biết làm sao luôn. Thì gặp tôi chỉ có TP thôi, buông chuột thôi chứ làm cặc chạy được. Ủa má với cái hai cái slow này cái 17% cái 34% đủ ai chịu nói. À cái anh này. Thôi nhưng mà về lấy đủ cái ra đèn này các bạn. Hello, bam, 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 đúng má nó hồi sinh mày ơi. À, chết rồi. Đệt cái con mẹ nó. 15, 51, 8, 51. Khoan lồn này ghê nè. Lồn đi sóc này lồn quá cực kêu ngon này. Animation cũng dễ nữa. Tool của Nick. Thêm chiêu này nữa. Ulti Nick. Phải mà lồn. Trời ơi mày tool của Nick gì mà mày đồ quá mày tool hụt hả? Là chắc chắn nó xài được hai chiêu này luôn các bạn. Cấy vô cái tool là cái đấu phá rồi. Hơi lỗ đà rồi các bạn. Chéo để win nhanh hơn. Thôi đi farm cái đi. Your middle tower is under attack. Thôi tôi win đủ quá. Lồn luôn các bạn. Sắp có OT rồi. Not yet. Ui chào ôi. Illusion. Con này có illusion nó sắp full tay rồi, bấm lên chắc đủ má. Thôi tôi đấm trúng bạn thì bạn chạy cặc nữa. Lộ tên đi. Quá là skill phép ghê vậy. Hả chẳng phải farm đủ quá cái BKB đã. Kiếm chéo BKB. Có 90 đam mà đấm khá là thấm. Thằng này yếu nè, cho mình phải đi găng này. Này đủ quá khá là yếu. Máu có 1.300. Sao nó lấy ta là ta speed ta.
là Big Man. Talent 20 phế, talent đủ má 25 phế. Mình có talent cộng 5 mana đủ má, có con lồn này cộng 5 mana làm cặc gì chơi. Này đông bây ơi, đéo được, đéo được, đi chung à. Your middle tower is under attack. Sao vậy? Your middle tower is under attack. Đi farm, đồ có ra đi ăn rồi thì đi farm các bạn. Đồ đồ đéo gì mà đi quấn nhau tiếp. Farm tí đã, đủ má đồ vậy ra đập mấy cái chết mẹ, xả mấy chiếc chết mẹ. Máu trâu ok đó, nhưng mà đồ mà có điều là kháng phép hơi yếu thôi. Kháng phép hơi sida tí. I'm not ready. Huff. Lâu ngày không đụng lại guitar đồ bị rộp tay bay. Not yet. It's not time yet. Time fulfilled. Dota bố đút tiền đi xong giờ. Illusion. Gì nữa đây? Thôi, bị tao áp rồi, chết mẹ. Dùng cái bê đi, muốn lắp lắp lắp. I shall use it wisely. Má tôi nói thiệt, cái bóng ngủ đấm vãi lồ luôn các bạn. Cái bóng có cái cục độc á, nó tính đam của độc á. Nó giật đam vãi lồn luôn. Đồ tôi tính lấy ulti tiny đồ dở đâu. I'm not ready. Mất máu quá mày, đến mấy con ấy sần thôi mất máu rồi lồn luôn á. À con này lên mom, đù nó giỡn. Cần đéo gì mấy cái kia mày. Lấy là V18 cái đã. Wow, lỗ kinh yếu. Lộ bắn xa nha, bắn xa nhưng bạn chết mẹ bạn rồi. Nếu ổn bạn ơi, cứu. Nếu ổn. Cố tin tin nha các bạn. Ba giờ rồi 400 người xem. Trời ơi.
À, ta lần nó mới trừ 12% nữa rồi nó bá đạo luôn các bạn. Gọi là slow rồi. Your stake spreads no more. Không mày ơi, hết game này tôi đi nghỉ mệt quá, 3 giờ rồi, không phải là mới dậy mà là tôi đi ngủ. Rất là mệt. 8 giờ rồi thì mày không về thì mày chết hết. Nói cho mày biết trước. Mày chết hết đi. Phám gì ta? Lấy đi. Lấy gì nữa ta? Not yet. Đang khá ổn rồi. Ngu mòm rồi. Radiant Courier has been killed. Enemy's middle tower has been denied. I'm not ready. Trời ơi, slow. À, có vi dịch đó. I'm not ready. Đi cỡ mày. Wow. Tí nữa thì dẹo các bạn. Chạy đủ mất 100. Tốc chạy 100 mấy ảnh đủ mất ỉ. Ỉ chạy luôn các bạn. Đéo chạy được. Về mua BB đi. Đủ quá chạy hạt các bạn. Đó đủ quá đồn về muối gì nữa ta. Tóc đánh dập cuối đi, tóc cứng cáp tí, tóc đánh tóc chạy có hết rồi. Cái travel mẹ thêm cái ulti nữa cũng gọi là bay lên bay về bay như là chim luôn. The enemy's top tower is falling. Bay như chim luôn á các bạn. The enemy's bottom tower has fallen. Enemy's top barracks has fallen. The enemy's top barracks has fallen. Là
vãi cả lồn luôn cho coi. Ôi! Địt! Mẹ tụi mày! Ủa tính ra mất skill đéo phế! The enemy's bottom barracks has fallen. Lấy đủ má skill mắt chói luôn kìa. À, chết rồi bay ơi, lâu quá bay ơi, là bay 23 rồi chết. Má lâu quá rồi. Vãi lồn luôn các bạn. Má mày mình kia kẹt. Nó đấm ghê luôn quá các bạn à. Mạnh hơn Spectre đấy. Đồ dây bấm multi ra mạnh hơn Spectre nhiều. Level 25 đủ quá ta lần như ông cặc các bạn. Assault Kiras. The enemy's middle tower has fallen. Oh, all-knowing one, behold me. Not yet. Damn, bạn. Con nào có ưu tiêu mi không ta? Bên kia chơi à, bị ráp mà bị rép quá bay. Tôi lên tôi đấm 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 thôi rồi cũng khỏe rồi luôn. Vãi lồn. Thôi đi ngủ nha anh em. Ngủ. Các bạn đã ủng hộ tôi
trong năm qua, cũng như là hy vọng anh em sẽ ủng hộ tôi trong thời gian tới. Bây giờ là sang năm mới rồi, chúc anh em những cái gì đó thực sự là tốt đẹp nhất trong năm sẽ đến với các bạn. Còn bây giờ tôi sẽ offline nha, đi ngủ đây. Má chơi hero điện tử hai nút đủ quá, chỉ chơi bấm đủ quá, hai phím thôi các bạn, không cần nhiều. Đấm là phải liền lực, má tôi đấm lực lắm luôn á. Má nếu hiểu được mày lắm, mẹ 67.000 đam cho một mình tôi đi 67.000 đam, má cả lôi. Ok, bye bye anh em nha.